Nhưng thầy nhắc chung để cho mấy con thấy khi một cái tâm nó quay vô và khi cái tâm nó quay ra nó rất rõ ràng. Ví dụ như bây giờ mấy con tu tứ niệm xứ, mấy con nhắc tác ý trước một vài câu tác ý nào đó, ví dụ như tâm cục đất ly tham sân si hết, rồi kế đó mấy con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sở, rồi mấy con ngồi im lặng, đừng có tập trung đâu nữa. Thì sự im lặng đó bắt đầu mấy con thấy hơi thở, thấy hơi thở, vì hơi thở là cái đầm của cái thân. Rồi khi mấy thấy cái hơi thở rồi thì bắt đầu mấy con mới quay nhìn lại cái thân mấy con, thì mấy con thấy cái động của cái cơ, cái bụng, cái cơ bụng mình đang sập xuống. Thì lúc bây giờ mấy con cảm nó nặng ra toàn thân của mấy con, trên cái chỗ cơ bụng mình đang sập xuống, chứ không phải tập trung trong cơ bụng mà thấy cái toàn thân con. Thì lúc bây giờ mình cứ để tự nhiên cho cái tâm nó quay vô, dường như là chúng ta nhìn chăm chăm một cái gì đó mà tâm chúng ta lại quay vô, chứ không phải là chúng ta nhìn xuống như thế này, nhìn vô trong tâm mình, không phải mình nhìn bên ngoài, nhưng mình cảm nhận như cái tâm của mình nó quay vô ở trên cái chỗ cơ bụng của mình, để nó quan sát hết cái toàn thân đó. Mà khi mà nó quan sát hết toàn thân nó thì nó cảm nhận được cái tâm của nó, khi nó có niệm không niệm nó rất tĩnh, và nó có hôn trầm thì miên bất phi, một cái chướng ngại gì thì chúng ta nhận thấy dễ dàng, không có khó khăn. Đó gọi là tu tứ niệm xứ. Lưu ý trong cái vấn đề tu tập này, nó mới đầu nó khó, nhưng mà sau khi tu tập quen rồi mình thấy cái tâm nó không phóng dật, nó quay vô, là vì mình luôn luôn lúc nào nó cũng có cái sự chú ý ở trong cái toàn thân của mình, nên là nó cảm như nó đang quay vô. Ví dụ như mình nhìn ra một cái vật gì đó thì con mắt mình nhìn ra, nó tập trung ra ngoài, rồi nó cũng nương hơi thở mà nó thấy cái đó. Bây giờ nó từ cái chỗ mà nó nhìn ra ngoài đó, mình cho nó nhìn trở lại trong, nhưng mà con mắt mình thì cũng vẫn nhìn ra ngoài, không phải là mình nhìn ra trong. Do cái chỗ mà tu tập được như vậy, nó hay quên lắm. Mới đầu thì một lúc nó quên, quay vô trong, nó vậy nó quên đâu. Nhưng mà mình tập dần, tập dần cho nó quay vô trong. Sau khi mà nó quay được vô trong rồi thì nó mới có niệm ở ngoài, nó có cái cảm thọ gì mình đều biết rõ hết. Lúc bây giờ nó chịu quay rồi thì nó dễ dàng lắm, nó dễ dàng tu tứ niệm xứ. Vì vậy mà cái tâm của mình nó sẽ thanh thản an lạc vô sự, nó dễ dàng. Cho nên trong khi mà tu đúng rồi thì cái tâm tự nó quay vô, mà nó quay vô rồi khi mình bình thường mình xả ra mình đi chỗ này chỗ kia đó, coi như là mình không có tập trung quay cái tâm mình quay vô, thì nó dường như là nó cái gì nó cũng hết ham muốn, tất cả cái ăn cái gì nó cũng không ham muốn, từ lạ lùng vậy đó. Khi nó quay vô, nó quan sát, nó tỉnh thức vậy thì dường như là nó đã ly như thế nào, thì chúng ta thấy rằng từng cái sức tỉnh đó mà nó giúp cho chúng ta. Cho nên khi mà xả ra thì tất cả cái gì nó cũng không ham nữa, nó không có ham muốn nữa, nó không thích nữa. Từ cái ăn cái uống cái gì nó cũng không còn gợn cái này ngon kia dở, hoặc là tất cả những cái gì nó ham muốn, thậm chí như nó cũng không muốn đi làm, không muốn gì. Nó coi như là khi mà nó quay vô rồi nó không phóng dật, tức là nó không ham muốn nữa. Còn cái khi mà chúng ta còn ham muốn làm cái này làm cái kia làm cái nào, tức là cái tâm nó còn quay ra, nó chưa có quay vô. Mà khi nó quay vô rồi như vậy thì cái thời gian nó không lâu thì mấy con sẽ chứng đạo, tức là nó có đủ tinh thần tốt. Cho nên mới đầu mấy con tập thiện một chút xíu, mình tập cho nó quay vô. Cho nên các con nghe Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật, không dật. Cho nên nó không phóng dật mà nó thành chánh giác. Thì tập nó quay vô, tức là thậm chí như nó quay vô thì ở ngoài tiếng động gì nó cũng không lưu ý, nó không nghe. Mới đầu thì nó còn nghe, nhưng mà khi nó quay vô thật sự, nó quay vô, nó nhìn vô trong nó thì nó không còn nghe ra ngoài. Cho nên chúng ta thấy nó rõ ràng, nó có cái quay vô và nó có cái quay ra, chứ không phải là không có. Chúng ta biết từng chút nó quay ra, chúng ta biết mà nó quay vô. Cho nên sự tu tập lưu ý về cái phần này. Nếu con tu tập đúng như ví dụ như mình cố gắng mình tập như một cái người mẹ mà tới cái giờ tan học rồi mà không thấy con mình về, cứ thất tha thất thỏm nhìn tới nhìn đuôi coi sao đi đâu mà không về, hoặc đi chơi đâu đó rồi mới đâm ra suy nghĩ cái này cái kia, thì cũng như là cái người mẹ trong con phải đúng không? Thì mình nhìn vô cũng như là mình nhìn cái đứa con của mình. Thì như vậy là đúng mấy con. Cho nên mấy con nhớ là tập làm sao mà đầu tiên mấy con tập cho đúng, chứ không khéo nó không đúng là mấy con bị. Vì cái đối tượng của mấy con mà mấy con, ví dụ đối tượng của mấy con không gì, hơi thở, nếu con tập trung trong hơi thở là cái sai. Nương vào cái hơi thở mà lại biết được cái thân của mình. Như thầy em cái câu ví dụ cho mấy con nghe Đức Phật dạy. Đức Phật dạy, như Đức Phật dạy cái câu trong định niệm hơi thở. Hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết hít ra. Mình biết hít vô thở ra, mình cảm nhận được cái thân của mình. Đó là một cái rất quan trọng. Đầu tiên thì chúng ta chỉ biết hơi thở ra, hơi thở vô, nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta lại cảm nhận cái thân? Khi hít vô chúng ta thấy cảm nhận. Rồi thầy còn trong cái bài thân hành niệm á, thì Đức Phật còn lại dạy cho chúng ta rõ hơn nữa. Cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi hít ra, nghĩa là cái rung động của cái cơ thể chúng ta thì chúng ta hít vô. Thì các con, nếu mà các con không cảm nhận cái thân đó, thì coi như là cái tâm nó không quay vô. Các con lưu ý, nó quay vô nó mới cảm nhận, nó không quay vô thì nó không cảm nhận. Cho nên thầy muốn nói nó quay vô. Nó ví dụ như bây giờ thầy hít, thì hít cái hơi thở vô mà thầy cảm nhận cái thân của mình. Thì do đó thầy thấy dường như cái tâm của thầy nó theo cái hơi thở, nó đi khắp cùng cơ thể thầy, từ trên tới dưới mà từ dưới lên trên. Nó cảm nhận, nó quay vô. Còn nếu mà đó là cái phương cách mà Đức Phật dạy chúng ta trên định niệm hơi thở, để chúng ta sau khi tu tứ niệm xứ cái tâm chúng ta nó quay vô như vậy đó, cái hình thức nó như vậy. Cho nên trên cái định niệm hơi thở, mọi cái pháp của Đức Phật dạy đều có cái cách thức cụ thể rõ ràng lắm. Cho nên chúng ta biết tu thì chúng ta dễ dàng lắm, và cái sự kết quả nó cũng nhanh chóng, nó không lâu, bởi vì tu đúng nó không lâu. Còn mình tu sai, ví dụ như hít vô thở ra, rồi cứ chú ý trên cái hơi thở đó thì bị ức chế tâm, bị cái hơi thở. Cũng như mình nhìn cái bụng mình phình lên sụp xuống, mình chỉ biết phình lên sụp xuống thì không có đúng, nó sai, vì đó là trụ tâm. Cái chỗ này là chúng ta nương vào đó để giữ tâm, để giữ cho cái tâm nó không phóng dật. Và khi tâm không phóng dật thì từng cái trong cái cơ thể bốn chỗ thân gọi thân pháp chúng ta có hiện tượng nào xảy ra thì chúng ta đều biết thì chúng ta sử dụng các pháp mà đẩy đuôi nó, làm cho nó thanh tịnh, làm cho nó trong sạch. Đó là cách thức chúng ta tu tập đó. Cho nên khi mà mấy con chưa biết cái cách thức mà tu tập thì mấy con trở về với cái định niệm hơi thở, tập cảm giác toàn thân trở lại. Khi mà cảm giác được toàn thân trở lại thì bây giờ mấy con mới nhìn lại cái thân của mình để quan sát bốn chỗ của nó thì nó đúng chứ không có sai, nó đúng. Cho nên vì vậy mà cố gắng tu tập thời gian sau thì mấy con sẽ kết quả tốt, không có gì. Vậy thì mấy con, cái người nào tu đúng thì mấy con cứ yên tâm ở trong thất mà tu, rồi tới cái ngày mấy con còn sẽ làm thêm, sẽ tu tập thêm cái định vô lậu, khai triển cái tri kiến. Bây giờ thì mấy con tiếp tục, những người nào mà làm cái đạo đức nhân bản nhân quả thì đó rất nhiều mấy con, bởi vì mọi hành động điều là nó nói đến cái đạo đức nào. Cái ví dụ như mấy con viết về nghề nghiệp, mấy con viết về nghề nghiệp như nghề bác sĩ thì mấy con để nó là cái đạo đức về nghề bác sĩ là gì mấy con biết không? Đó là y đạo, tức là nói về cái đức của cái người bác sĩ. Còn nói về cái nghề nghiệp khác như cái nghề làm thầy giáo, mấy con biết cái đức nó chỗ nào không? Mấy con biết cái đó là cái nghề nghiệp, tức là cái chánh nghiệp, mà cái chánh nghiệp của cái người làm thầy dạy học trò thì cái đức của nó gì? Đức giáo huấn, mấy con giáo dạy. Thành ra mình phải biết cái tên của nó để đặt cái tên của nó cho đúng phù hợp. Cho nên trong mọi một cái nghề nghiệp đều là có một cái đức của nó. Chứ còn nếu mà cái người cũng hành cái nghề đó mà không có hiểu cái đức của nó thì chúng ta sẽ làm sai, làm cho nó không có đạo đức. Cho nên trong cái nghề nghiệp nào nó cũng có cái đạo đức mà gọi là chánh nghiệp. Trong đạo Phật gọi là chánh nghiệp tức là cái nghề nghiệp chân chánh. Còn cái nghề nghiệp không chân chánh thì nó là cái nghề tà nghiệp chứ không phải là chánh nghiệp. Mà cái nghề nghiệp chân chánh thì nó phải có cái tên đức của nó, cái đức hạnh của nó trong đó. Cho nên khi mấy con viết, mấy con để nhiều khi mấy con không có đặt được cái tên của nó nữa, không hiểu được cái tên nữa. Cho nên vì vậy mà cái bài học đạo đức nhân bản nó rất nhiều, về cái thân hành nó rất nhiều. Không phải nó chỉ có giết hại chúng sanh, không tham lam trộm cắp, lấy của không cho, không tà dâm. Nó không phải có bao nhiêu nữa đâu. mà trên cái thân hành nó rất nhiều, cái khẩu hành nó cũng rất nhiều, chứ nó không phải có 4 cái nghiệp của khẩu hành đó đâu, mà nó rất nhiều vậy cái khẩu hành. Và cái hai ý hành nó tham sân si thì cái tham nó vô cùng nặng, còn cái sân nó cũng nhiều nữa. Ví dụ như nó cái sân nó cũng nhiều, sân rồi hận, oán, ghét, thù giận đó. Tất cả những cái tên như vậy nó đều có nằm ở trong cái vị trí khác nhau của một từng cái tâm niệm chúng ta. Cái người sân thì cái người không có đạo đức, còn cái người hận cũng thù hận rồi đó mà đạo đức gì, rồi hại nữa, hận rồi hại, bởi vì mình hận thù mình mới ghét mình mới hại, rồi cái hành động hại đó nó cũng vô đạo đức. Cho nên mỗi cái con suy ngẫm tìm ra một cái tên đặt nó để thành một cái tựa của cái đạo đức đó, chứ mấy con không biết đặt cái tên nó thì cái tựa của cái bài đạo đức của mình nó lấy cái gì đây, không? Cho nên khi đó cái bài của mình nó diễn tả rộng rãi vậy, chứ nó cô động cái tên của nó cô động là cái tên, tức là cái tựa đề của cái đạo đức đó. Mà mình biết được cái tựa đề của đạo đức nó thì bắt đầu đó mình biết được cái bài thì cái tựa đề của đạo đức nó gom lại, tức là nó tóm lược lại cái kết quả của cái bài đó nói đến cái đạo đức đó. Thì như vậy cái tập sách đạo đức của chúng ta viết rất nhiều, nhưng mỗi khi mà chúng ta muốn nêu ra một cái hành động đạo đức thì chúng ta phải đưa một cái mẫu chuyện thực để nói. Bây giờ tôi có thấy ông thầy giáo đó ông dạy vậy, tôi muốn nói về cái nghề nghiệp thầy giáo thì cái ông thầy giáo đó ông làm như vậy đó là không có đúng đó. Cho nên tôi nêu ra thì ông thầy giáo gì mà ông dạy học trò rồi, học trò mời ông đi uống cà phê rồi thì tôi thấy ông thầy giáo không đúng, ông thầy có mẫu chuyện nó gì. Và một ông bác sĩ thì tôi muốn nói về cái nghề bác sĩ thì tôi thấy nêu lên một cái ông bác sĩ ông làm cái hành động đó, ông nhận quà nhận tiền thì ông chăm sóc bệnh nhân, còn không có thì coi như ông để bệnh nhân nó nằm rên la, hoặc là một cái câu chuyện, ông có một cái câu chuyện nó xảy ra. Ví dụ như thầy chân thành nhắc lại là khi thầy đưa cái vợ thầy đến cái nhà bảo sanh mà bác sĩ và cái cô y tá trực đó ngủ quên, cho đến khi mà hay được thì cái người đi sanh nó bị tắc thở, máu ra nhiều quá tắc thở. Thì các con thấy những cái mẫu chuyện đó là mẫu chuyện thực, và như vậy là cái bác sĩ và cái cô y tá đó thì đã lỡ ngủ quên như vậy, thì trong khi mình cái sinh mạng của cái người mà đi sanh đó là ở trong bàn tay của mình phải canh, mình phải gác. Nếu mà hai người thì phải chia nhau để gác. Mặc dù bây giờ để cô này chưa sanh nhưng mà mình phải cẩn thận để xem xét, do đó nó không cẩn thận thì cái đức đó như thế nào, cái đức của hai người này nó như thế nào. Rồi cái đức đó thì mình nói cái trách nhiệm của cái hai cái vị này, trách nhiệm đối với bệnh nhân mà đi ngủ như vậy là không trách nhiệm. Vì vậy mình đặt cái tên nó là đức trách nhiệm, cái đức hạnh trách nhiệm của nó, do đó nó không có trách nhiệm, cho nên vì vậy mới xảy ra một cái đau khổ rất lớn. Cái người này chết, con chết, rồi để lại cho gia đình người ta một nỗi khổ. Một nỗi khổ là một người cha phải nuôi hai đứa con suốt 20 năm trời, rất là vất vả, rất là khổ, và đem lại cả gia đình bên đầu bên ngoài đều là khóc trong cái sự đau khổ chỉ cái sự sơ suất của mình, chút không cẩn thận. Đó thì mình khi viết một cái đạo đức ít ra mình cũng nêu lên một cái cụ thể sự thật của một mẫu chuyện mà theo thầy thiết nghĩ báo chí đăng những cái tin tức nó rất nhiều cái mẫu chuyện, thậm chí như những cái sự việc gì xảy ra ở trong đời của chúng ta thì báo chí đã loan tin cho chúng ta biết hết. Cho nên vì muốn biết mà sách đạo đức thì chúng ta cần chỉ muốn tìm cái mẫu chuyện để mà viết vào, thì chúng ta chỉ cần đọc báo chí là chúng ta có những cái mẫu chuyện để đưa vào, mà đó là cái mẫu chuyện thật chứ không phải đặt ra. Còn nếu mà chúng ta đọc sách dở nhiều thì có nhiều cái mẫu chuyện lắm, từ xưa đến giờ có nhiều cái mẫu chuyện để gom góp để nói lên cái đạo đức nhân bản nhân quả. Mà nếu khi mà chúng ta đã viết xong cái bộ đạo đức nhân bản nhân quả thì trong khi đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta viết về cái thân bất tịnh để chúng ta đối trị cái tâm của chúng ta, rồi chúng ta viết cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm quán. Nếu mà bất tịnh viết ra xong thì mấy con lại viết tới cái bài, tức là mình quán tư duy đó là về thực phẩm bất tịnh, bởi vì thân bất tịnh là thực phẩm bất tịnh. rồi mới tới tâm từ, rồi tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mấy con đừng gộp chung lại từ bi hỷ xả. Mấy con làm một bài thầy nói thiệt đó, thầy chẳng nói. Bởi vì một cái đức từ nó có cái đức từ, rồi cái đức bi, rồi cái đức hỷ, đức xả, nó có những cái đó. Mà khi mỗi một cái đức như vậy chúng ta sẽ diễn tả được, và một cái đức như vậy chúng ta có thể viết nhiều bài cũng được, chứ không phải một bài. Cho nên lúc chúng ta học như vậy để làm gì? Để triển khai cái tâm từ, tâm bi của chúng ta rất lớn. Cho nên nhiều khi chúng ta học mà thấu suốt được từ tâm chúng ta, nó lần lượt nó thanh tịnh, nó ly xả, nó thanh tịnh. Cho nên rất là quan trọng. Nhưng mà điều kiện thì chúng ta phải tìm tòi, có sự suy nghĩ, có sự triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta, trí óc. Chứ nếu chúng ta lười biếng thì chắc chúng ta tu tập cái này không nổi đâu. Còn cái phần tu tập về tứ niệm xứ là chúng ta mới tập thôi, tập để mà chúng biết cách thức, mà chúng ta nhìn lại tứ niệm xứ, nhìn lại tứ niệm xứ. Nếu mà chúng ta không biết cách nhìn lại tứ niệm xứ thì coi như là chúng ta sẽ tu sai. Bởi vì pháp môn tứ niệm xứ rất quan trọng, rất là quan trọng. Vì ở trên bốn chỗ đó mà chúng ta ngăn về việc tất cả các ác. Nếu mà chúng ta không ở trên bốn chỗ đó thì chúng ta không biết, nó xảy ra chúng ta không hay. Cho nên chúng ta tu gì không tới trên bốn chỗ đó mà nó gạn lọc, cuối cùng chúng ta thanh tịnh, thân tâm chúng ta thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì chúng ta hoàn toàn làm chủ được sự sống chết của mình. Thì cái con đường tu là như vậy. Cho nên từ cái định vô lậu mà triển khai cái tri kiến rất cần thiết. Khi các con mà quán thân vô thường, quán các pháp vô thường, các con thấy không còn gì của mình rồi, các con hiểu rồi. Rồi bắt đầu bây giờ các con sẽ quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh thì các con sẽ thấy cái thân mình rất là như nó không có chỗ nào. Nếu mấy con viết cái thân bất tịnh gì, mấy con viết một hai trang thấy quá ít rồi. Các con quán nhưng mà quá ít rồi, nó còn nhiều lắm. Mấy con có đọc lại những cái bài kinh của Đức Phật dạy 32 cái sự bất tịnh của cơ thể chúng ta, chín cái lỗ cống mà nó thải ra những chất bất tịnh không? Các con thấy Đức Phật ví dụ chúng ta nghe lỗ cống mà thải ra chất bất tịnh, chúng ta cũng nghe ghi gớm rồi, để làm chúng ta nhàm chán cái thân chúng ta bẩn đó, chứ không có sạch sẽ gì đâu. Cho nên vì vậy mà quán bất tịnh mà con viết pháp ít quá, thầy thấy đọc nhanh quá, có chút thầy thấy cái từ giờ thầy nhiều quá mà đọc cái bài của mấy con mà nó nhanh quá. Thầy muốn mấy con viết ít ra nó cũng 5-10 trang giấy mà ít, mà mấy con viết ít quá cái đầu óc gì mà cạo hết. Cho nên ít ra mấy con phải tư duy suy nghĩ lại, từ tim gan phèo gỗ, từ sự hoạt động ở trong đó nó thải ra những cái chất bất tịnh chứ đâu phải. Bây giờ ví dụ như mấy con hít không khí vô rồi mấy con thở không khí ra, nó chất bất tịnh thôi, chứ đâu phải là không bất tịnh đâu. Nhưng mà các con phải nghĩ rằng cái chất đó là người ta hít vô, ví dụ mình thở ra rồi mình hít trở lại cái chất đó thì mình thấy nó làm chúng ta rất là khổ sở. Cho nên nó là mai là cái thở thôi, cái hô hấp thôi, còn những cái chất khác ở trong cơ thể chúng ta nó đều hoạt động, đều nó thải ra những cái chất bất tịnh, từ cái ăn vô cho đến khi mà nó hoàn tất những cái điều kiện mà gọi là bổ béo thì chúng ta phải quán thấy là rất là bẩn thỉu, nó không còn cái chỗ mà sạch sẽ gì hết. Chứ mấy con chỉ thấy mồ hôi, nước mắt mình, mũi dãi này kia, mấy con cái đó sơ sơ ở ngoài. Nhưng mà nói kiểu mấy con thì người ta không nhồn, không có nhồn gốm đó coi như đâu. Nói sao mà cho người ta gốm, người ta nghe nó mất ói mất ứ. Đó là cái sức khéo léo của mấy con. Cho nên vì vậy mà khi mà làm cái bài đó, con tư duy suy nghĩ, nói sao mà cho người ta ghi gốm, người ta ớn, người ta đừng có ham mê cái thân này nữa, đừng có chấp cái thân này nữa. Thì như vậy cố gắng. Rồi quán thực phẩm bất tịnh. Nhiều khi mấy con quán thực phẩm bất tịnh rồi mấy con không muốn ăn. Quán thân bất tịnh mấy con thấy không còn tha thiết muốn sống nữa. Nhưng mà không phải, Đức Phật dạy chúng ta quán từ cái thân vô thường cho đến thân bất tịnh, cho đến thực phẩm bất tịnh, để làm chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta chẳng có gì, toàn là thứ bẩn thỉu mà thôi. Vậy mà chúng ta phải nỗ lực vượt qua, chứ không thể để chúng ta mang cái thân này mãi mãi. Bởi vì nó cứ theo quy luật của nhân quả thì nó luân hồi. Mấy con sẽ mang thân này rồi, mấy con không có muốn mang cũng không được, nó cứ mang hoài. Không mang thân người thì cũng mang thân loài thú, thì mấy con thấy thân người cũng bẩn mà thân với thú vật cũng bẩn, có cái gì đâu mà nó sạch sẽ đâu, mà nó phải tươi, nó luân hồi hoài, không có làm sao chấm dứt được. Nếu con muốn sao con không được hết, nó tại quy lực của nó như vậy. Mà không những một người mà còn sống mà lại còn sanh ra nhiều người cũng mang sự bất tỉnh dơ bẩn vậy. Mà chúng ta vì làm chắc, vì vô minh mà chúng ta không thấy, cứ tạo tác để mà sanh ra một người, sanh ra vô người, thì mấy con thấy rất là khổ đau. Chứ đâu phải là những người kia họ tốt lành đâu, mà cũng chính từ trường nhân quả chúng ta mà tái sanh để tạo ra những người đó. Rồi trong khi những người đó đau khổ, nó không dính dấp gì chúng ta đau khổ, nhưng sự thật ra người đó đau khổ cũng giống như cái sự đau khổ của chúng ta có khác gì, cũng từ trong cái nhân quả do trong cái hành động thiện ác của chúng ta mà sanh ra, chứ đâu phải ở đâu khác hơn. Cho nên chúng ta thấy nó không liên hệ qua cái đau của người khác với cái đau của mình, nói rằng mình không cảm hóa, chứ chính mình thấy cái đau của người khác là đang cảm hóa, cũng như cái đau của mình là đang cảm hóa, nhưng trong cái đau là cái quả, mà cái quả thì nó có cái nhân từ cái ác đó mà nó có thể thành ra từ những người khác, những con người khác nữa. Chúng ta học nhân quả thọ mộc rồi nhân quả con người, chúng ta thông suốt quá rồi, không còn chỗ nào chúng ta không hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy thân vô thường rồi thân bất tịnh, rồi cái ăn uống chúng ta hàng ngày nhai nuốt ba cái bất tịnh. Thầy thử hỏi, nếu mà đem một cái chất gì mà dơ bẩn mà chúng ta đừng có nghĩ thật sự hiện giờ chúng ta thấy cái chất đó dơ bẩn, thử hỏi chúng ta có ăn được không? Chắc chắn chúng ta không ăn được. Vì bây giờ chúng ta thấy thực phẩm chúng ta còn ngon quá mà, cho nên chúng ta nuốt được. Chứ còn mà nếu một người mà người ta hiểu biết, người ta không muốn ăn, người ta vì không muốn ăn tức là người ta muốn ra khỏi cuộc đời. Chẳng hạn làm với thầy bây giờ thầy không muốn ở trong cái cuộc đời này, mới có thầy thấy thực phẩm của bất tịnh, thân thầy mang đến cùng bất tịnh, cho nên thầy không muốn ở trong cuộc đời này. Thầy muốn dạy làm sao cho mấy con hiểu biết, mấy con chứng được đạo quả để chứng minh con đường của đạo Phật lợi ích cho loài người như vậy, và đồng thời mọi người đều ra khỏi cái kiến giác này, điều đó điều hay nhất. Nhưng rất là khó, rất là cực khổ. Vì vậy mà thầy cố gắng hết mình để đem lại cái nền đạo đức, dạy cho mấy con được chính thực trong cái sự mà làm chủ sự sống chết, để chính thực nó là sự thật, chứ nhìn trước nhìn sau thì bao nhiêu năm tháng đã qua, bao nhiêu người theo Phật giáo đã qua, mà cuối cùng chẳng thấy ai làm chủ được bốn sự đau khổ và sống giờ đạo đức, không làm khổ mình khổ người thì không thấy. Cho nên vì vậy mà cái mong muốn của thầy là muốn làm sao cho có con người thực hiện cho bằng được, để nói rằng Phật giáo là dạy chúng ta như vậy, chứ không phải dạy chúng ta ngồi 6-7 tháng không ăn uống, hoặc thì hiện thành thân thế này, hoặc phóng vào quan thế kia. Điều đó điều ảo tưởng, điều đó điều không thật, điều đó điều không đúng, nó không có lợi ích gì cho ai, mà chính chúng ta đang tu, đang tập như thế này là lợi ích rất lớn cho mình, cho người. Thì mong muốn điều đó, thì ước ao rằng trong lớp học này các con phải nghe lời dạy kỹ của thầy, mấy con sẽ thực hiện. Và thầy muốn thầy theo dõi từng người mấy con, nhưng bây giờ làm sao được, mỗi lớp cái lớp đông đảo như thế này, theo dõi từng người sẽ được. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng có dịp nào từng người nào được mà chọn được hẳn hoài để mà tu được giải thoát hoàn toàn, thì chắc chắn thầy sẽ chọn một số người, mà người đó phải giới luật nghiêm chỉnh. Mà giới luật không nghiêm chỉnh thì chắc không được thầy chọn đâu, đúng không? Thầy sẽ chọn những người đó, một hai người, thì đến đây thầy bắt họ phải tu tập, phải nhiếp tâm như thế này thì kiểm nghiệm coi cái tâm nó quay ở cái mức độ nào. Ví dụ như nó quay vào, nó nhìn suốt cái cơ thể của họ, bốn chỗ thân thọ tâm pháp của họ, thì thầy kiểm nghiệm như vậy mới được. Chứ còn bây giờ mà đâm đảo như thế này mà thầy kiểm đâm thì nó, và thầy dạy từng chút thì thầy mai ra thì mới bảo đảm. Chứ còn mà dạy chung dung thì chắc chắn người được mà người không. Nhưng cái số đông như thế này quá khó. Một vị thầy thường ở trong núi non mà người ta dạy đệ tử mình, kết quả thường là một hai người, dễ dàng lắm không kiểm nghiệm lại học trò của mình. Cho nên các vị tu ngày xưa họ ở trong núi rừng, rồi thỉnh thoảng có một hai người đệ tử đến xin tu học, thì họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ đào tạo cho những người đó dễ dàng hơn là một cái số đông như cả một cái lớp học. Khó quá, thầy nói khó quá. Bởi vì hàng ngày thầy trò ngồi nói chuyện với nhau, tiếp duyên với nhau, hướng dẫn nhau, trao đổi những kinh nghiệm nhau, để hướng dẫn người đệ tử mình tu thật. Còn bây giờ mấy con chỉ được học thầy trong cái buổi học mà thôi, còn hoàn toàn có những tâm tư, có những nguyện vọng, có những cái khó khăn. Thì mấy con nhiều khi gặp thầy thì hỏi những điều cái sự thật ra trong tâm tư mấy con còn muốn hỏi nhiều mà nhưng mà hỏi chưa. Vừa ngồi tu sai thì thấy trong cái thời tu đó như thế nào đó, đến trình thầy liền xả ra cái đến thưa thầy hồi nãy con ngồi con thấy như vậy. Thì có cái dịp mà gần gũi như vậy thì mới được hỏi. Cũng như vừa rồi thì thầy Mật Hạnh đến hỏi thầy họ bây giờ này con ngồi tu bỗng dưng sao con thấy trong đầu con nó hiện ra từng chữ, nó hiện ra rõ ràng, nó hiện ra tứ niệm xứ phải tu như vậy, tập như vậy, làm vậy. Con thấy như vậy rồi con bảo im lặng như thánh không có được, giờ này là giờ thánh tạng là vô sự, tại sao mày hiện như vậy? Thì nó lại mất đi. Thì con không biết cái đó là như thế nào, tại sao một lần không có mà hai là nó có hiện ra như vậy. Thì do mà gần gũi thầy trò gặp nhau mà hỏi ngay liền thì thầy biết cái đó đúng hay sai thì đúng vậy. Còn nếu mà không gặp nhau thì mấy con thấy rồi thôi bỏ qua. Thì các con không ngờ đó là một cái điều kiện gì ở trong một cái tư tưởng của mấy con lúc bây giờ đã giữ gìn tâm mình nó sẽ xuất hiện ra như vậy. Thì do đó nó có sự mà gần gũi thưa hỏi như vậy thì mới biết. Còn hồi sáng này thì nó có trình cho thầy thấy sau khi mà nghe thầy dạy tâm con quy vào, con quan sát bốn chỗ tâm vào tâm pháp của con thì con lạ lùng. Mỗi lần nữa thì nó còn muốn thèm ăn, nhưng hôm nay trong mấy ngày tu tập thì con thấy sao nó không có muốn ăn. Ví dụ như nó muốn thì con ngăn chặn không cho anh ăn phi thờ, nghĩa là mình tu mà mình định giữ gìn không cho phi thờ, nhưng thấy nó cũng còn muốn ăn, nó thấy cái bánh cái kẹo hay cái gì đó nó cũng còn muốn đó. Nhưng mà hôm nay lại nó khác, nó không phải vậy nữa. Con thấy rõ ràng là nó có sự thay đổi, nó không có muốn ăn nữa, nó không có thèm nữa, nó nhiều. Con thấy từ cái chỗ mà quay vào thì con thấy cái tâm con nó có nhiều cái thay đổi lắm. Như vậy không biết nó đúng hay là nó sai, hay hoặc là nó chai lì thì chắc là chết. Con cũng nghĩ là sợ nó trật, con thầy chỉ dạy cho con. Đó là cái sự gần gũi, thầy muốn được sự gần gũi. Như vậy thì cái người mà được gần gũi mà để học tập với thầy được trực tiếp, vừa làm công việc mà vừa có thể mà trao đổi tất cả những cái sự việc giữa thầy trò nó dễ dàng, thì cái sự mà hướng dẫn nó sẽ đi nhanh hơn. Thì mấy con thấy trong cái sự mà hướng dẫn học trò là phải như vậy. Còn cái sự mà gặp gỡ như một tuần hai tuần mà gặp mấy con thấy nó cũng rất khó. Mà ngày hôm qua nghỉ, ngày nay gặp thì như vậy nó cũng cách một ngày, nhưng nó cũng đỡ là mấy con còn gặp thầy. Chứ cỡ mà ở một tuần mới gặp một lần hay hoặc là một tháng mới gặp một lần thì chắc chắn trong những ngày mà không gặp thì mấy con sẽ tự tin rằng mấy con sẽ lười biếng mất luôn. Và tu cũng chẳng biết được hay không được, cứ hiện tượng này xảy ra rồi hiện tượng kia xảy ra mà không có thầy hỏi thì cũng chẳng biết đâu. Cho nên thầy thấy rằng cái sự hướng dẫn cho mấy con thì hàng ngày mỗi buổi sáng gặp mấy con một lần để thưa hỏi thì thầy thấy quá hay. Dù bên nam hay bên nữ cũng vậy, được mà từ buổi chiều mình tu cho tới buổi tối buổi khuya sáng hôm sau được gặp thầy hỏi thì cái đó nó trực tiếp nó dễ hơn. Còn cái mà một hai ngày mà hỏi thì nhiều khi mấy con lại bỏ qua, nó mất đi cái dịp thương. Và đồng thời khi gặp thầy thưa hỏi về mình lại tinh tấn tu hơn, nó là siêng năng tu hơn. Còn nếu mà không gặp thầy 5-3 ngày thì coi như nó lười biếng, nhưng mà thầy quá cực. Gặp mấy con thì thầy lại mất thời giờ rất nhiều, các con quá cực. Mà nếu không gặp thì mấy con sẽ tu tập nó sẽ dậm chân tại chỗ mất đi. Mà cái sự kiểm tra lại từng chút, từng tâm niệm mấy con, từng cách thức nhiếp tâm mấy con nó không kỹ lưỡng thì mấy con lại lệch đi, thì nó lại phí thời giờ của mấy con, nó lại mất. Cho nên qua những cái điều mà kinh nghiệm mà gần đây thầy dạy cho mấy con thì trong đó có Mặt Hạnh theo tu, cho nên được gần bên thầy là lúc nào buổi sáng nào cũng gần bên thầy, rồi buổi trưa nào cũng gần bên thầy, bởi vì làm việc bên thầy mà, cho nên được gần thầy. Rồi có gì thì cứ nói ra, thầy vừa đánh vi tính, hoặc là thầy vừa đọc bài mấy con, hoặc là thầy vừa soạn thảo những cái bài thì ngay đó đều hỏi thầy được hết. Dù là thầy đang làm việc nhưng mà thầy vẫn dừng lại để trả lời những điều khó khăn của người đệ tử của mình. Cho nên tuy rằng thầy có mất thì giờ, nhưng mà thầy mong rằng mất thì giờ của thầy, nhưng mà mong rằng mấy con sẽ đạt được kết quả tốt hơn, là một cái sự sống, một tác phẩm sống mà thầy đã viết lên. Còn thầy đang viết ở trong những trang sách vở đó, đó là những tác phẩm chết không phải tác phẩm sống. Còn thầy xây dựng và hướng dẫn mấy con tu được, đó là thầy đang viết những tác phẩm sống. Cho nên cái tác phẩm sống nó có giá trị đó mấy con, nó thuộc về thân giáo mấy con. Còn cái tác phẩm mà thầy viết về đạo đức mà mấy con đọc mấy con thấy thì đó là cái tác phẩm chết, hay tác phẩm chết nó là cái thuyết giáo chứ không phải thân giáo. Còn hiện thầy dạy mấy con đó là thân giáo, vì mấy con sống đúng, mấy con tu tập giải thoát được, đó là thân giáo. Cái tác phẩm đó giá trị lắm, giá trị tuyệt vời. Ví dụ như bây giờ thầy nói làm chủ sinh già mình chết phải tu tập như vậy vậy, thì không bằng cái hành động làm chủ sinh già mình chết của các con đã làm được. Do đó là các con thấy cái giá trị nó, cái thân giáo nó cao lắm mấy con. Cái người nói được mà không làm được, tức là thuyết được mà không làm được thì cái người nó tệ lắm. Còn cái người nói được mà làm được, và cái người không nói một lời nào mà vẫn làm thì cái người đó tuyệt vời. Cho nên đó là những cái tác phẩm sống. Cho nên mấy con ráng tu, nhớ tu kỹ. Mấy con đầu tiên mấy con tập tứ niệm xứ thì mấy con nương vào hơi thở rồi quan sát thân đò tâm pháp của mấy con. Nói thân đò tâm pháp thì nói cho nó rộng cái sự thật ra, mấy con chỉ quán nó thân mấy con thôi, thì trong đó có thọ và có tâm và có các pháp ở trên đó hết, nó không có chạy đi đâu khỏi, mà chỉ cần cảm nhận toàn thân của mấy con là đủ thân thọ tâm pháp trên đó, chứ không phải cần mấy con phải chạy đi tìm cái tâm, cũng không cần mấy con phải chạy đi tìm cái cảm, các cảm thọ, mà cũng không cần mấy con phải chạy đi tìm các pháp tác động vào. Mấy con phải cần, nó sẽ đến là nó đến, khi nó có thì nó sẽ đến, nó làm cho mấy con chậm, khi nó không thì nó là thanh thản an lạc vô sở. Cho nên vì vậy chỉ cần nhìn cái thân mấy con là đủ bốn pháp. Các con hiểu chưa đó? Chỉ cần nhìn cái thân là đủ, đừng có nhìn cái chỗ khác, đừng có chạy lên quanh mà đi tìm cái chỗ khác, nó sẽ động mất đi. Các con cứ nhìn lại nó mà thôi, nhìn lại nó tức là các con quay trở vào quan sát. Như vậy các con thấy nhẹ nhàng và an ổn, và nó có sức tập trung, là cái sức mà định tĩnh nó cao lắm, nó không thấp. Nhớ những gì lời thầy dạy. Các con còn có những gì mà con thương phải thêm luôn không? Nhiều khi con không muốn ngủ, con nằm con ngủ, nhưng con cũng không muốn ngủ, nhưng mà con bảo nếu mà không ngủ thì thức thì cũng trong người nó không ra mệt, nhưng nó cái trạng thái rất là khó tả, thì con không hiểu được nó như thế nào thầy. Như vậy là nó cũng hơi có bị rối loạn rồi không? Dạ. Vì trong khi tu tập đó, nó hay cơ thể nó thay đổi, nhưng mà nó thay đổi trong cái dạng bình thường, mà nó càng lúc nó càng thanh thoáng nhẹ nhàng. Tới giờ ăn thì nó cũng ăn, nhưng mà nó không phải là nó có cái cảm giác như là nó ăn nó ớn như cái người mà vậy, không phải. Mặc dù là quán thực phẩm bất tịnh, người ta nhàm chán, người ta không còn ham thiết làm chủ được cái dục ăn gì ăn đó, thế nhưng mà cái cơ thể nó vẫn tiếp nhận những cái thực phẩm nó ăn để nó sống đó, thì nó vẫn tiếp nhận những cái bình thường, nhưng mà nó không phải là cái chỗ mà nó ngán, nó như cái người bệnh mà không muốn ăn. Còn nếu như người bệnh mà họ muốn ăn là họ sắp chết á, ớn quá họ ăn không được, cái bụng gì họ ráng họ hốt vậy, họ ăn một chút cháo rồi đó thì những người hớn. Còn cái này không, cái cơ thể nó tiếp nhận, nó ăn rất là nhiều chứ không có gì đâu, nó ăn được bao nhiêu thì cái sức nó ăn được bao nhiêu nó ăn, chứ đừng có nghĩ là nó tham ăn, không phải đâu. Ăn để nó sống, bởi vì cơ thể chúng ta nó đang thiếu, để nó tiếp thu cái tứ đại bên ngoài để nuôi tứ đại bên trong. Thì cái bữa nào mà mình ăn ngon đó, là nó đang cần thiết nó ăn, mà nó ngon mà mình không bị cái tham ăn đó, cho nên mình ăn để mà sống. Cho nên cái ý thức của mình chủ động, mình điều khiển, cho nên hoàn toàn mình bình thường như con người bình thường, không có cái gì hết, mà nó có cái gì trục trặc, nó có cái gì mà nó làm cho con thấy khó chịu, như ăn vào nó muốn ói, thì coi chừng nó có sự phản ứng ở trong cái thực phẩm đó, nó có cái gì bất tịnh đó, nó làm cho con khi mà cái thân con nó thanh tịnh đó, mà con ăn vào nó muốn ói ra, thì con phải quan sát lại, một là có chất độc, hay là có cái gì đó bất ổn ở trong cái thực phẩm này. Chứ cơ thể tự nhiên nó tiếp xúc, nó tiếp cái thực phẩm để nó sống, nó tiếp xúc rất là tự nhiên lắm, mà nó có phản ứng là tức là cái chất đó nó phải có cái chất độc, cho nên nó có sự phản ứng. Cho nên trong khi chúng ta tu tập thì cái thân của chúng ta nó thanh tịnh, nó gặp cái thực phẩm mà tiếp vô nó thì nó nó biết là có cái chất độc hoặc là có cái chất mà không ưa nó thì chúng ta dừng lại không ăn luôn, mà các cái cơ thể cái bình thường không có được mà làm rối loạn như vậy thì nó sẽ lấy được mình có pháp như ý tác ý thôi. Cho nên vì vậy mà trong mỗi phục ông tác ý về cái phần mà con hỏi đầu tiên, phần con hỏi đầu tiên về nhiếp phục nó thì con cảm giác cái cơ thể con chỉ thấy cái tâm nó quy vô, nó biết bốn chỗ, còn những hiện tượng mà nó xảy ra như cái thân con nó nặng hoặc là những cảm giác gì, cái trạng thái gì mà nó tạo cho con thấy nó khác lạ ở trên thân của con thì con biết nó là cái một cái trạng thái của tượng. Còn bạn nó tác ý dừng lại ở đây cái thân bình thường như mọi người, không có gì hết, không có cái trạng thái gì hết. Đây là ý thức đối tượng của thân của nó, cái ý thức đối tượng của thân phải thân bình thường. Mà nếu mà thân mà cảm nhận nó không bình thường thì đây không phải là cái ý thức mà đây là tưởng thức. Hãy đi con tác ý về con đuổi nó đi. Cho nên mỗi cái gì mà con thấy khác lạ trong thân của con thấy cảm nhận trong thân thì đó là cái sai. Còn con cảm như thế này là đúng, bây giờ nó đau nhất kiểu này, nó đau nhất kiểu kia, đó là thân con nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ có cái sự thay đổi của nó. Từ cái thân mà bất tịnh, từ cái thân mà không thanh tịnh nó sẽ thay đổi thanh tịnh. Cho nên nó có khi thay đổi thì con cũng như con đã nói về các pháp vô thường này, nó vô thường thì khi mà thay đổi thì nó có cái triệu chứng là nó có thọ, nó có cái cảm thọ ra. Cũng như một đứa bé mà nó mọc răng thì nó có phải khi trước khi nó mọc răng thì nó báo động cho biết là nó sẽ bị sốt hoặc là bị tước, con hiểu không, nó mới mọc cái răng. Đó là cái trạng thái thay đổi. Còn mình bây giờ từ cái thân mà bất tịnh nó thay đổi sự thanh tịnh thì nó có cái trạng thái cảm thọ mà thầy gọi là thọ hành. Do tu tập mình mà cái hành thọ đó nó hiện ra, mà cái hành thọ hành đó thì mình chẳng sợ, vì đó là cái sự thay đổi cho thân mình thanh tịnh. Cho nên mình cứ an ổn với tâm pháp mình tu tập. Như bây giờ con tu pháp tứ niệm xứ thì con nương vào hơi thở, con quan sát bốn chỗ, mặt nó con nó thọ là vô thường, chỗ nơi đau đó phải đi thì con biết đó là thọ hành, con sẽ đuổi đi mất, nó không sao đâu, nó thay. Còn nó có cái cảm giác gì khác lại thì cái đó là cái tưởng thôi. Cho nên con cũng tác ý được tưởng là đi đi, không có được mà xen vào đây, chỉ còn có thanh thản an lạc thôi. Thì như vậy là con sẽ làm được không? Đủ ba cái tưởng nghĩ đó thì con sẽ tương đúng, không có sai. Cái thức mà con quay vô để nhìn bốn chỗ thân đỏ thân pháp, tức là nhìn thân con, thì cái thức đó đúng, không sai. Còn về cái phần kia đó thì con sẽ về ăn uống mà có sự thay đổi như vậy thì con tạm ý vào thân bình thường, tiếp nhận hoàn toàn bình thường như mọi thân của người khác. Nhưng cái tâm của con là không tham lắm, không tham lắm cái ăn ngon cái ăn dở, không có tham lắm. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ ăn dở thì mình cũng bị dính mắt đó, chứ không phải là không đâu. Mình dính mắt ăn dở thì mình cũng bị dính mắt, mình ăn ngon thì cũng bị dính mắt, cho nên những cái này đều dính mắt. Ngon dở mình không quan trọng lắm, mà chỉ có ăn để sống mà thôi. Cái tư tưởng, cái suy nghĩ của con, cái tri kiến của con giúp cho con nó an ổn. Con đợt này là con khi mà con ngồi con tư cái niệm xứ thì con quan sát thì ảnh cái khi nào bắt đầu cái thân con cọp nó bắt đầu đánh thì lúc đấy con mất tham, tức là mất cái thanh đẳng, thì con tác ý con đấy. Còn nếu như cái thân thọ nó không thì con quan sát cái niệm của con thì nó không có được tác ngoài, không tác động gì. Về cái thời gian nó cũng có những con ngồi tới 20 phút con rất là thanh thản, người nó nhẹ nhàng. Và khi nó thanh thản lên thì con cảm thấy cái hơi thở cũng nhẹ, nó cũng nhẹ, cái thân nó cũng nhiều cái thân nó nhẹ, cái hơi thở nó cũng rất nhẹ, nó rất đều, rất êm. Thế thầy con thì nó đúng rồi. Thế thầy con một cái nữa là con xin hỏi thầy là bây giờ đêm mà con ngủ mà con không muốn ngủ thì thầy bảo con nên ngồi con tập hay là con cứ phải đến đúng giờ. Rồi xong con có những đêm mà nó thức nó không có ngủ đó thì con bây giờ nó không ngủ thì con tới giờ thì mình đi ngủ, chứ đừng tu, mình tu có giờ có giấc đặng mà không khéo. Tại vì mình sợ cái tâm của mình cái giờ mình ngủ mà nó không ngủ á, để rồi tới giờ mình tu nó lại ngủ không, nó làm cho trời khuya. Cái đó là cách thức của ma nghiệp, nó phá ma nghiệp xưa nó phá. Cho nên vì vậy mà tới giờ ngủ nó không ngủ mình cũng vào nằm nghỉ. Nhất định là mình tác ý khi mình nó không ngủ, mình tác ý mà không ngủ, giờ này là giờ ngủ, không phải là giờ thức tu, giờ nào ra giờ nấy. Con được như vậy mình con nhắc vậy, rồi con để cho nó im lặng, rồi con nương vào hơi thở, con thở nhẹ nhàng cho đến khi con không thở thì nó sẽ ngủ. Con phải tập cho nó làm chủ cái ăn cái ngủ. Đức Phật nói ăn ngủ không được phi thờ, Tức là mình làm chủ được cái ăn cái ngủ thì mới làm chủ được sự sống chết thôi. Còn mình để bây giờ này nó không chịu ngủ, thôi mình lấy mình tu, như vậy không được. Tham giờ ngủ cho nó ngủ, chứ giờ ngủ mà bắt nó tu nữa thì tức là mình tham tu thì cũng tham thôi. Cho nên không, giờ nào ra giờ nấy. Tập ở đây là tập cách làm chủ, chứ không phải tập tu nhiều tu ít. Vậy thì con sẽ chủ động được cái chỗ đó, thì con sẽ tách rời được, ly được cái tâm tham của mình. Chứ nhiều khi mình thấy không ngủ thôi, mình ngồi dậy mình tu đi, tu nhiều chẳng nào tốt, nhưng mà không ngờ mình tu nhiều lại là tu tham, mình cũng tham. Tại đó nó sai pháp, pháp Phật nó ly dục đeo. Cho nên các con học pháp Phật rồi, cái người nào mà tu đúng tu sai con biết. Ví dụ như con ít hôm thì con sẽ đọc được cái bài mà người ta nói là có cậu bé 16 tuổi ngồi thiền 6 tháng mà không ăn uống, ai cũng ca ngợi hay. Thầy nói Phật đâu có dạy cái điều này đâu, đâu có dạy chúng ta ngồi thiền mà 6-7 tháng không ăn uống đâu. Mấy người có biết 49 ngày Đức Phật thành đạo là Đức Phật có phải ngồi không? Đâu có phải. Đức Phật khi mà Đức Phật khổ hạnh đến khi mà ăn ít quá cho nên đứng dậy không có nổi, cơ thể nó quá kiệt quệ. Vậy mà trong khi đó thì Đức Phật còn tỉnh, mới suy ngẫm, nhờ cái bát sữa dê mà Đức Phật mới thấy tỉnh táo lại. Trong khi đang nằm suy ngẫm, nếu mà cơ thể mình được khỏe mạnh thì mình tu cái pháp ly dục lễ ác pháp thì đâu có đến đổi đâu cái này ly dục lễ ác pháp. Đức Phật nhớ cái điều đó, cho nên vì vậy mà sau khi Đức Phật ăn uống trở lại, bình phục trở lại, cơ thể khỏe mạnh thì Đức Phật đến tìm cái cậu Bồ Đề. Thì dưới cái cậu Bồ Đề, Đức Phật ở với cậu Bồ Đề đó, đúng giờ thì đi xin ăn, mà về tu thì tu ly dục lễ ác pháp chứ đâu phải ngồi thiền. Con thấy không? Cuối cùng 49 ngày người ta thành đạo là do ly dục lễ ác pháp. Con thấy chưa? Cho nên ly dục lễ ác pháp, mà ác pháp vì dục nó hết rồi thì tức là thành đạo, chứ đâu phải là ngồi thiền không ăn uống đâu. Mấy người cứ nghĩ là 49 ngày Đức Phật ngồi bất động đó sao? Mấy người hiểu sai, không đúng. Cho nên do cái chỗ mà chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta vẫn tu 40 nghi. Do ăn thua ly dục lễ pháp. Con thấy một cái pháp nó khởi lên cái niệm thôi thì nó là cái pháp, không? Mà cái thân con đau nó là cái pháp, nó có cảm thọ gì đó nó ở ngoài các pháp nó tác động vào, nó làm cho chúng ta bất an. Tiếng âm thanh hoặc là tiếng kêu la hoặc là tất cả mọi điều kiện nó tác động vào, nó làm cho chúng ta bất an. Một con muỗi, một con kiến, một con rắn, một con rít đều là tác động đến thân chúng ta, làm cho chúng ta bất an, chuyện đó là pháp. Vì vậy mà chúng ta ngăn ác gì khác, ly dục lễ ác pháp, ly ra, không có làm cho nó tác động. Thì trên tứ niệm xứ chúng ta ly thì chúng ta sẽ thành tựu. Thì trong khi đó có phải ngồi thiền đó, bằng cái tri kiến chúng ta để mà ly ra mà đó, thì các con thấy như vậy là thành tựu ở trên cái tri kiến giải thoát, chứ không phải thành tựu ngồi đó mà xóa án phân năng. Và nói rằng là cái cậu bé nó lại nói ở trong cái tin tức báo như thế này, cậu bé nói để cho cậu bé ngồi 6 năm mới thành Phật, 6 năm cậu ngồi đó cậu làm gốc cây hay chứ thành Phật gì. Cho nên đó là cái sai mấy con. Rồi sau này mấy con sẽ đọc cái bài thầy trả lời cái sai. Phật giáo không có dạy điều này đâu. Mấy người hiểu Phật giáo vậy là mấy người hiểu gì? Các nhà học Phật tại sao không hiểu? Mình là những nhà học Phật, mình phải thông suốt, mình biết cái giáo lý của Đức Phật dạy chỗ nào, chứ đâu phải dạy ngồi thiền với gốc cây đó đâu. Đó là cái sai. Cho nên ở đây mấy con thấy luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng cái ý thức, mà có cái tưởng thức hiện ra là chúng ta diệt ngay liền, chứ không để cái tưởng thức. Các con hiểu chưa? Cho nên chúng ta dùng ý thức thì phải có đối tượng. Đối tượng của nó là hơi thở, là cái thân của chúng ta. Con thấy chưa? Cho nên cái sự tu tập của chúng ta nó cụ thể, nó rõ ràng lắm, nó rất là rõ ràng, cụ thể lắm. Con ngủ khi giờ ngủ thì con vẫn ngủ bình thường được, con vẫn ngủ được, nhưng con lúc ấy con cảm giác nó vẫn còn đang, nó vẫn đang tỉnh nhé, nó rất là tỉnh táo. Con muốn tu á, còn con vẫn điều khiển được cái giấc ngủ của con, là con nằm hay là con ngủ, con bảo ngủ là ngủ đi à. Cái giờ ngủ của con thì con ngủ được, nhưng con cảm thấy bây giờ đấy con có thể tu được thiết á, muốn tu thiết thì con người ta như thế à, không được con. Bây giờ con tăng giờ lên, con thấy bây giờ thí dụ như bây giờ 10 giờ con đi ngủ rồi 2 giờ con thức dậy, mà giờ con thấy bây giờ nó ít sức, nó bây giờ nó ít ngủ hơn, bây giờ con tăng lên 11 giờ đi ngủ rồi 1 giờ thức dậy. Con cứ tăng hết, tăng cái buổi tối con tăng lên thì buổi khuya con tăng lên, cứ như vậy hả, bên đây tăng lên giờ thì bên đây tăng lên giờ, và ban ngày con cũng tăng luôn như vậy. Cho nên tăng lên giờ giấc, không mình tăng lên thì đâu còn phi thần. Còn không khéo bữa nay con 10 giờ đi ngủ, bữa nay thấy con ngủ tu tu như vậy là con sẽ không làm chủ rồi, tôi về không được. Thế nên như vậy mà đừng ham tu như vậy mà tu đúng giờ vậy. Bây giờ 10 giờ đi ngủ mà con bảo nó ngủ thì con nói nghe lời con ngủ thì tốt rồi, không sao hết. Rồi khuya 2 giờ thì về tu chừng nào mà mình thấy cái tâm nó quy vô trong suốt thời gian 3 tiếng đồng hồ trong buổi mà thấy nó quy vô thì tăng lên liền, con thấy tăng lên. Rồi nó nếu mà nó quy vô nữa, thấy nó quy vô mà nó tỉnh táo nữa, mà tất cả các niệm đều không có và các chướng ngại pháp tác động vào thân con không có, thì do đó thì con tăng giờ đến cuối cùng suốt 24 tiếng đồng hồ, tức là 12 tiếng một đêm tăng lên. Mình nhận thấy được cái kết quả của sức tỉnh đó mình thấy rõ ràng, và đồng thời nó mình thấy rõ ràng thì bắt đầu mình tăng lên, chứ đừng ép mình tập. Mình thức cũng được nhưng mà nó mình hở ra chút là mình bị hôn trầm, không có được. Như thầy chân rằng thầy thức suốt đêm, ngày thầy cứ tu thì chỉ có 30 phút buổi trưa tới ăn cơm rồi thì nghỉ không, tu suốt đêm. Nhưng mà thầy lơ mơ là bị hôn trầm, thầy ngồi im một chút là nó hôn trầm thì nhiên đánh vô dập của thầy điện tức hết. Thầy nằm xuống nó cũng được, nằm xuống cái nó ngủ à. Nhưng mà thầy thức thì đi kinh hành thân hành niệm, thầy động đậy nó tỉnh vậy đó. Nhưng mà thầy ngồi im chút là không được. Cho nên đó là cái thức mình thức chế đó, cho nên mình không có đi nữa được. Còn trái lại mình thấy mình tu tập tứ niệm xứ này, lần lượt mình thấy cái sự tỉnh của mình nó rõ ràng. Là tại vì mình biết tại sao nó tỉnh, tại vì suốt 3 tiếng đồng hồ này con thấy không có niệm, không có tác động là tỉnh rồi, tức là niệm không có là ly dục ly ám pháp nhiều rồi, cho nên nó không niệm đến nữa. Thì như vậy là con sẽ tăng lên để cho cái thời gian nó suốt 12 tiếng đồng hồ như vậy. Mà 12 tiếng đồng hồ tức là 24 tiếng đồng hồ. Thứ hai là con buổi chiều 10 giờ thì con vẫn đi ngủ, nhưng mà con tăng lên là 1 giờ con dậy. Thế đến buổi chiều ban ngày thì cũng 12 giờ con ngủ thì đến 1 giờ con dậy. Tức là cái buổi sáng con dậy 1 giờ thì cái buổi trưa con cũng 1 giờ. Nó lại có cái lịch của nó rất là buồn cười, trước nay nó vẫn dậy. Ví dụ như là 1 giờ sáng con là thức dậy thì cái buổi chiều, cái buổi trưa là cũng 1 giờ là con dậy. Cho nên là 2 cái giờ đấy là con bị tăng 2 cái giờ đấy thôi. Tức là cái giờ buổi sáng là mỗi khi là 2 giờ con dậy, nhưng bây giờ là 1 giờ con dậy. Thế còn đến buổi chiều thì cũng 1 giờ con dậy. Như vậy thầy con thấy thế này thì con nghĩ là từ hôm giờ thì con thấy là con bày thầy là con đóng con không muốn cho con ai đến trước thì con thích cũng mọi người bên ngoài nói chuyện. Con đi con thấy hai người nói chuyện là con tâm con muốn con đứng lại để con nghe lắm. Nhưng mà bây giờ con thấy đấy là con tự nhiên con bỏ, đấy là ác pháp chẳng có gì mà phải đứng nghe là làm loạn. Thế là tự nhiên con không thích nhìn ai, mà con không thích gần những cái ai nữa. Con bày thầy là cái đầu năm vừa rồi ngoái con ở đây, còn bên đầu của con không cái ông thầy Diệu ông chửi suốt ngày á, con rất khó chịu. Thế nhưng mà năm nay con thấy mọi những cái này ông con thấy nó chẳng có tác dụng vào tâm con, thấy bình thường thì con nghĩ nhưng mà là cái đấy là cái tâm con bắt đầu đi vào cái chỗ là dần đi cái chỗ phòng hộ sáu căn của bạn. Đúng đó, nó thanh tịnh, nó quay vô, nó không có liên quan tâm. Nhất là con thấy cái hành động cư mình không thích thấy ai nói chuyện đó, mình đi qua mình bỏ, mình không thích ai lợi thất mình nói chuyện là mình cũng không thích. Nó là nó thích là cư là nó tức là cái tâm nó sắp sửa nó quay vô đó, nó quay vô là nó không muốn ai nói chuyện đó, nó muốn sống một mình đó, tức là cái hành động cư nó thể hiện ra. Cho nên khi nào mà mình còn thích nói chuyện, mình còn tập trung mình kia là cái tâm còn quay ra, mà tâm quay ra thì còn lâu lắm. Cho nên khi mà cái tâm nó quay ra vậy mà mấy con bắt đầu tu tứ niệm xứ nó rất khó, nó khó tập trung lắm. Một lúc nó quên nó quay ra, lúc nó quên quay ra. Cho nên khi mà cái tâm mà thích sống độc cư rồi, nó không muốn nói chuyện ai, nó sống một mình. Cửa thất nó muốn đóng, nó không muốn ai vô cái thất nữa để cho nó được yên ổn, để nó nhìn cái thân của nó. Thì cái này mấy con tu tứ niệm xứ nó sắp sửa rồi mấy con. Nghĩa là cái hạnh độc cư của mấy con mà nó tự động mà nó vậy là mấy con tới nơi, gần tới nơi. Còn nó bây giờ nó còn thích thì mấy con nói chuyện đồ này kia được. Mấy con cố ép nó là tại vì mình phòng hộ, mình giữ gìn. Mình giữ gìn, mình bắt buộc nó, làm cho nó quen đi. Chứ còn mình đi ra mình nói chuyện, mình tiếp xúc người này nói chuyện này kia nữa, thì nó không có lợi ích. Nó không có lợi ích mà nó hại cho mình, nó hại cho người khác, làm cho người khác người ta điên yên ổn. Tại tu mình thấy hai người đứng nói chuyện mà người ta cũng bực. Mai là mình tu đó mình không bực, chứ mình thấy cái chuyện mà phạm giới phá giới là người ta đã, người mà tu người ta thấy nó không đúng. Đến đây tu hành mà nó lại nói chuyện như vậy là người ta thấy không đúng. Còn thấy cái đó là cái lẽ đương nhiên rồi. Do vậy mà khi mà thấy được cái tâm nó quay dần như vậy là tốt lắm rồi. Sau này cố gắng không có cần chơi ai hết, không có thèm nói chuyện ai hết. Ai cũng là ác pháp á.